Chị ơi, mua nhà ở khu vực nào thì sẽ tăng giá nhanh chóng ạ? Ok, câu hỏi của bạn rất là hay. Tôi sẽ chỉ cho bạn một kỹ xảo để bạn có thể mua được một vị trí đắc địa. Bạn phải xem những bản đồ về quy hoạch. Những bản đồ này sẽ cho chúng ta biết được những quy hoạch cụ thể về các loại đất chúng ta sẽ thấy ở đâu. Một là trên các website của nơi địa chính công bố. Hai là trên các cái app mà về quy hoạch. Ba đó là những bản đồ giấy tại địa phương. Chúng ta hãy nhìn vào bản đồ sau đây. Chúng ta chỉ cần quan tâm đất màu hồng và đất màu vàng cam. Màu hồng là thể hiện cho đất ở nông thôn và đô thị. Màu vàng cam là thể hiện cho đất thương mại dịch vụ và đất công nghiệp. Nếu như xung quanh chúng ta có đất màu hồng đan xen lẫn đất màu cam, ở đây sẽ là những khu công nghiệp, thương mại dịch vụ. Tôi sẽ lựa chọn mua nhà xung quanh những khu vực đất như trên. Mọi người đều thích mua nhà hoặc thuê nhà ở gần các công ty. Giá thuê ở khu vực này có xu hướng ngày một tăng. Hãy tìm những bản đồ địa chính nơi khu vực bạn đang muốn mua và mua những loại đất màu hồng tím đan xen giữa đất màu cam. Chắc chắn là giá nhà ở đó sẽ tăng một cách vượt bậc theo thời gian.